Bác có ai vào không? Có đền không? Em chỉ đến cách đây 4 năm đi qua. Bây giờ có vào không? Vào không bảo? Chùa ở trên, ở đây 12 con giáp đây. Thôi em nghĩ là bác cứ giới thiệu cho em một đoạn này đi. Vâng, bây giờ quay qua nhé. Chị bông. Đây đấy, đây là đền trưởng ạ. Đầu năm đi, năm đi tạo, năm bắc của người ta. Thôi em cái số của thằng Cường quá. Thằng Cường là nó đang ở ga đấy. Tàu đi qua không thưa con? Đỗ ở đi này. Tàu mình đi vẫn đang đỗ ở ga. Qua có đoạn là cầu tàu anh chưa dạy. Anh ngồi tí nữa em chụp cho. Na 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 na. Đoạn cầu mà có đèn LED thì là bên phía bên Trung Quốc. Đoạn cầu không có đèn LED mà thuộc Việt Nam. Cửa khẩu Việt Nam. Thank you.
Ồ. Bố, không thì bố mua cái điện thoại bà. Điện thoại bà có chế độ chỉnh sáng ấy. Nè, được rồi, đừng đi. Cột mốc 102 15 2001. Nó đều nhau không? Thôi. Đoàn nếp của Việt Nam là màu hồng, lốp màu xanh, không có giữa dao, không có lép. Nó phải có cái vạch vôi ở giữa cầu. Thật đấy. Làm chỉ có cái vạch. Không có vạch vôi luôn. Ở à đây. Việt Nam và Trung Quốc buôn bán nhau bằng ô tô ạ. Nó không cho người đi bộ vào một bất cứ phương tiện gì. Đây nha. Ở những cái làn phố du lịch khác thì nó đi hai cái kim vị với kim Hàn, còn đây là kim vị với kim Trung. Rồi xong giữa lòng sông ra. Đúng rồi ạ. Cái lần trước bọn em ở cơ quan em đi cũng đi qua đây rồi. Có một ông bác sĩ. Ông chưa đi cho đoàn ông chẳng ông bị đơ mà ông về trước. Ôi giời, cả đoàn phải chờ ông. Không tìm được ông về trước thôi. Đúng rồi nhỉ. Chết rồi. Đấy ông. Cái này gần nó cũng làm con cua rồi. Mình thì thật với lại các anh các chị chạy bằng ấy 5 giờ đến gần 2 giờ.
bên kia sông là Trung Quốc các bạn, thành phố của Trung Quốc. Thì làm Trung Quốc cái sông này là cách sông Hồng này cách nhau mấy bên một lửa. Bạn thấy bên Việt Nam là vắng tanh. Đây thì có cái hồ heo rồi. Ban đầu rất là vẫn còn cây cỏ rừng. Ở bên Trung Quốc thì rất là sầu uất. Còn nhìn xa xa kia mọi người. Cố đòi 300, bảo một giới thiệu 300, bây giờ đi bảo anh em mình đi hay.